cái đuôi con đâu rồi trời ơi vậy mà cầm ký đường nữa hả? Yêu quá ký mốt Hoa Hoa về ngủ không? Hoa Hoa đi về ngủ. Hoảng kêu Hoa Hoa về ngủ. Hoa Hoảng lại nắm đuôi kêu Hoa Hoa về ngủ. Đi. Về ngủ. Đi về ngủ, vô chuồng. Vô nhà ngủ. Đi. Hai đứa. Hoa Hoa. Về. Đi về. Về ngủ không? Đi. Về ngủ. Miu 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 miu. Rồi lên chuồng. Hai đứa đi. Vô nhà ngủ đi. Nè, vô chuồng nè. Nó cho miếng sữa nó nha. Nè. Cho miếng sữa nữa, tối nữa đêm đói luôn. Nghe con, vô chuột. Vô. Giỏi, rồi lấy cái chân vô. Hoa Hoa lấy cái chân vô cho Hoan Hoảng vô. Rồi. Bye bye, ngủ nha. Ha ha.